Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2018. Đến với bản tin hoạt trình đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng. Tình hình biên giới Hoa Kỳ-Mexico lại trở nên hỗn loạn sau quyết định của Tổng thống Trump về việc thực hành luật di trú tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Airbus sẽ rút khỏi Anh nếu nước này không có thỏa thuận Brexit. Và trong phần 2, Bí Phượng có mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt giữa Võ Thanh Nhân và ông Đinh Hùng Cường để bắt đầu chương trình, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tình hình biên giới Hoa Kỳ Mexico lại trở nên hỗn loạn sau quyết định của Tổng thống Trump. Việc thực hành luật di trú tại biên giới Hoa Kỳ Mexico ngày càng trở nên hỗn loạn trước những thay đổi về chính sách nhập cư của Tổng thống Trump, cách ly trẻ em khỏi cha mẹ chúng, những di dân bất hợp pháp. Các gia đình di dân bất hợp pháp và cơ quan liên bang phụ trách truy tố, giam giữ. Họ cảm thấy lúng túng trước những sự thay đổi đột ngột của Tổng thống Trump. Một viên chức cao cấp trong chính quyền Tổng thống Trump cho hay khoảng 500 trong số 2.300 trẻ em đã bị cách ly khỏi gia đình tại biên giới đã được đoàn tụ với cha mẹ chúng từ tháng 5. Không rõ còn bao nhiêu đứa trẻ đang bị giam giữ cùng gia đình. Một viên chức giấu tên nói với Associated Press các cơ quan liên bang đang làm việc để thiết lập một quá trình chung giải quyết trường hợp của những đứa trẻ còn lại đang bị cách ly khỏi cha mẹ chúng và giam giữ trên biên giới tiểu bang texas cũng có những dấu hiệu cho thấy chính quyền đã trở lại với chính sách không khoan nhượng văn phòng luật liên bang của khu vực từ el paso đến san antonio cho biết hôm thứ năm văn phòng này sẽ xóa bỏ án tích những trường hợp bị cáo buộc nhập cảnh bất hợp pháp của những người bị cách ly khỏi con cái của họ. Maureen Scott Franco, một luật sư liên bang bảo vệ cho khu vực phía Tây Texas biết, từ nay về sau sẽ không ai buộc tội hình sự với di dân bất hợp pháp nếu họ mang theo con cái họ vào Hoa Kỳ. Tại McAllen, một thành phố biên giới cận Texas, các công tố viên liên bang bất ngờ thôi truy tố 17 người nhập cư bất hợp pháp. Một công tố liên bang cho biết không tiếp tục truy tố họ nữa sau khi Tổng thống Trump quyết định ngừng cách ly trẻ em khỏi gia đình họ. Tuy nhiên, không có dấu hiệu Tổng thống Donald Trump sẽ xoa dịu những phản ứng đối lập, ngay cả khi Quốc hội một lần nữa lại thất bại trong việc cải cách luật nhập cư. Kết quả hôm thứ Năm đã khép lại chính sách của Tòa Bạch Ốc, cách ly 2.300 đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng, những người nhập cư bất hợp pháp trong tuần qua. Sau lệnh hành pháp của tổng thống Trump, nhiều nghi vấn vẫn chưa được giải đáp, điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ đã bị cách ly khỏi cha mẹ chúng? Liệu chính phủ có đủ chỗ để giam giữ những di dân bất hợp pháp mới hay không? Chính quyền đã bắt đầu lên kế hoạch cho khoảng 20.000 di dân trong các căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp cũng cố gắng xóa bỏ điều luật giới hạn thời gian giữ trẻ em chỉ trong vòng 20 ngày. Tổng thống Trump nói, chúng tôi phải kiểm soát chặt chẽ biên giới. Nếu không, tôi không làm thế. Bạn sẽ bị chôn vùi giữa những người di dân bất hợp pháp và chúng ta không thể có một quốc gia thật sự. Trong khi đó, các thị trưởng của khoảng 20 thành phố tập trung tại một cơ sở quy tụ trẻ em nhập cư tại thành phố biên giới El Paso, cáo buộc Tổng thống Trump đã không giải quyết được khủng hoảng mà chính ông là nguyên nhân tạo thành và kêu gọi ngay lập tức cần thống nhất chính sách giải quyết vấn đề này. Tại Washington, Hạ viện đã hủy bỏ một dự nhập cư khắc khe vào thứ năm. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đã trì hoãn một cuộc bỏ phiếu đã được lên kế hoạch về một dự thảo luật nhập cư mới, có phần nhu hòa hơn. Tuy nhiên, đảng dân chủ phản đối cả hai dự luật. Các dự luật trên có thể tăng cường an ninh biên giới nhưng cũng kiềm chế nhập cư hợp pháp và không có giải pháp giúp những người Dreamers có cơ hội trở thành di dân hợp pháp. Cuộc bỏ phiếu bị trì hãng dự tính bàn thảo về một dự luật thỏa hiệp giữa các đảng viên GOP cấp tiến và bảo thủ về việc đem lại cho các Dreamers cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ và cấp 25 tỷ Mỹ Kim cho bức tường biên giới của Tổng thống Trump. Em bé gái, người Honduran, nghẹn ngào trong chiếc áo khoác hồng được đăng trên bìa tạp chí Time không nằm trong số trẻ em bị tách khỏi cha mẹ chúng tại biên giới Mexico. Cha cô bé cho biết, bức ảnh gốc được chụp tại hiện trường. Một người bị giam giữ tại biên giới của Getty bởi nhiếp ảnh gia John Moore đã trở thành một hình ảnh mang tính biểu dương sự bảo hộ của giới truyền thông trước quyết định của chính quyền Tổng thống Trump tách trẻ em khỏi gia đình chúng. Hàng chục tờ báo và tạp chí trên khắp thế giới đã loan truyền bức ảnh gây nên một làn sóng phẫn nộ khiến tổng thống Trump phải rút lại quyết định hôm thứ tư. Ông nói rằng những gia đình này sẽ không phải chịu chia cắt nữa. Tennis Valera, cha cô bé nói với Twitter trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Cô bé có thể đã chạm vào trái tim của tổng thống. Ông cho biết cô bé và mẹ cô, bà Sandra Sanchez đã được giam giữ cùng nhau tại McAllen, Texas, nơi bà và bé gái nộp đơn xin tị nạn. Họ đã không bị tách khỏi nhau. Thứ trưởng Ngoại giao Honduras Nelly Jerez đã xác nhận thông tin này. Và Lera cho biết ông cảm thấy đau đớn khi nhìn bức ảnh con gái mình đang hòa khóc trên TV. Ông nói hình ảnh những gì đã xảy ra với cô ấy trong khoảng khắc đó có thể chạm vào trái tim của bất cứ ai bức ảnh được sử dụng để gây quỹ trên Facebook, thu hút hơn nửa triệu người với 17 triệu Mỹ Kim, tiền đóng góp cho Trung tâm Tị nạn và Di trú RACIS, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Texas. Chính sách nhập cư không khoan nhượng của chính quyền Tổng thống Trump đã khiến 2.342 đứa trẻ bị cách ly khỏi cha mẹ của chúng tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico kể từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 đoạn video về những đứa trẻ bị cách ly khỏi gia đình ngồi trong những trung tâm giam giữ, một cuộn băng ghi âm tiếng than khóc của họ và bức ảnh của đứa bé gái người Honduran trên đã gây ra sự phẫn nộ trên thế giới về chính sách nhập cư của tổng thống Trump. Valeria cho biết Sanchez và con gái đã rời Puerto Cortes, một cảng Honduras ở phía bắc thủ đô Tegucigalpa mà không nói với ông và ba người con còn lại ông nghĩ sanchez đã đến hoa kỳ để tìm kiếm những cơ hội việc làm giúp đời sống kinh tế gia đình được tốt hơn ông nói nếu họ bị trục xuất điều đó tốt thôi nhưng miễn là hai mẹ con họ không bị cách ly khỏi nhau tôi đang theo dõi việc này